Ngày 27 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Dương, Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, ngụ tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi dùng súng cướp ngân hàng. Tại cơ quan công an, nhóm này khai rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả nên tham gia nhóm hội trên Facebook. Sau đó, cả ba kết bạn với nhau và nhiều lần nói chuyện, rủ nhau làm liều. Tháng 10 năm 2023, các đối tượng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, phòng giao dịch Nhị Xuân. Mỹ Lợi đã đặt mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế, đặt mua xe máy và tự sơn xe lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án. Cả hai phân công Tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ trong quá trình tẩu thoát. Đến 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, Lợi cùng Mỹ di chuyển đến trước phòng giao dịch Nhị Xuân, sử dụng súng khống chế bảo vệ. Lợi vào phía trong uy hiếp nhân viên ngân hàng, lấy hơn 3,8 tỷ đồng bỏ vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cả hai tẩu thoát. Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân, thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Mỹ và Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt xe máy, quần áo, ba lô để xóa dấu vết. Tiếp đó, Tuyền đi xe ô tô đến đón và lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12. Trưa cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gặp nhau chia số tiền vừa cướp được. Mỹ được chia 1,3 tỷ đồng, Tuyền 1 tỷ đồng và Lợi 1,5 tỷ đồng, rồi cả nhóm chia nhau lẩn trốn. Cả ba dự tính là sẽ tìm cách trốn qua nước ngoài. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được cả ba và thu hồi được gần 3,5 tỷ đồng.